thấy gì từ việc Hà Nội tiên phong phát triển công nghiệp văn hóa, việc Thành ủy Hà Nội ban hành nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một lời khẳng định sự quan tâm của chính quyền thủ đô đối với nền công nghiệp văn hóa. Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên có nghị quyết chuyên đề về công nghiệp văn hóa, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính trị quyền và nhân dân thủ đô tiên phong phát triển công nghiệp văn hóa nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ngàn năm, vừa đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016 đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 3% GDP năm 2020 và 7% GDP năm 2030. Năm 2018, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1,49 tỷ USD vào tổng sản phẩm trên địa bàn, chiếm tỷ trọng 3,7% GDP của Hà Nội. Đây là tiền đề để Hà Nội đặt mục tiêu cao hơn trung bình cả nước, cụ thể là năm 2030 đóng góp khoảng 8% GDP, năm 2045 đóng góp 10% GDP, đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sở dĩ Hà Nội có thể tự tin đặt mục tiêu cao bởi Hà Nội có tiềm năng, lợi thế, điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa mà không phải địa phương nào cũng có được. Đó là lịch sử ngàn năm văn hiến, sở hữu nhiều danh hiệu văn hóa như thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, trung tâm đào tạo nhân lực sáng tạo, có nguồn lực xã hội tiềm năng. Với vị trí đặc biệt của văn hóa Hà Nội trong tổng thể văn hóa dân tộc, việc phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ góp phần tạo ra nhiều doanh thu việc làm mà còn phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa thủ đô trong thời đại toàn cầu hóa. Bởi lẽ Hà Nội là thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ khí phách cha ông, địa linh nhân kiệt, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam. Công nghiệp văn hóa là sản phẩm của văn minh thời kỳ hậu hiện đại, song công nghiệp văn hóa không mâu thuẫn với công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Ngược lại, nếu biết phát huy thế mạnh truyền thống, làm chất liệu để tái sáng tạo các sản phẩm mới chính là phương cách kết hợp truyền thống và hiện đại. Chẳng hạn, con đường gốm sứ ven sông Hồng là một sản phẩm công nghiệp văn hóa thành công, vừa là sản phẩm văn hóa có tính tư liệu, vừa là điểm tham quan du lịch, đồng thời còn tô đẹp cảnh quan cho thành phố. Hà Nội cần thêm nhiều sản phẩm công nghiệp văn hóa tương tự, song mang tính hiện đại hơn, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật nhiều hơn để phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của thế hệ công dân số. Vấn đề cốt lõi là chính quyền Hà Nội cần phải tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, nhất là về thể chế chính sách, nhằm khơi dậy nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp văn hóa, bởi không có nơi nào phát triển thành công công nghiệp văn hóa mà chỉ dựa vào đầu tư công. Lấy ví dụ, muốn có nền công nghiệp văn hóa thủ đô phát triển, tạo ra các sự kiện thương hiệu văn hóa của Hà Nội, lễ hội ẩm thực, liên hoan phim, tuần lễ thời trang, triển lãm mỹ thuật, và bản thân Hà Nội cũng cần tích cực tham dự các sự kiện văn hóa nổi bật trên thế giới. Rõ ràng, nếu có nguồn lực, xã hội, kinh phí và kinh nghiệm tổ chức, tiếp sức, Hà Nội sẽ có điều kiện tạo ra những sự kiện văn hóa tầm cỡ thế giới, kích thích công nghiệp văn hóa phát triển. Thế giới càng hội nhập, công nghệ càng lan tỏa, càng chứng minh một chân giá trị, cốt cách, vị thế, tầm vóc của một dân tộc. Sức mạnh mềm của một quốc gia không chỉ quyết định bằng kinh tế mà phải thông qua văn hóa, mà văn hóa chính là vốn quý nhất, giàu có nhất của Hà Nội. Hà Nội sẽ bứt phá thế nào để phát huy hết sức mạnh vốn quý này, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về định hướng phát triển thủ đô trong tương lai, thực hiện hóa ước mơ, kỳ vọng của lớp người đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo với rất nhiều tài năng, tâm huyết và sẵn sàng dấn thân.